xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh mọt sử việt trong các câu chuyện cổ tích người ta thường kể rằng nhân vật nam phải rất may mắn mới lấy được các nàng công chúa tuy nhiên vào thời nguyễn từng có thời điểm khi hoàng gia muốn cưới chồng cho các công chúa đa số con của các đại thần có khả năng được chọn vào danh sách làm phò mã đã phải chạy khỏi kinh thành nguyên nhân là bởi vì các vị công chúa này ngoài vấn đề tuổi tác một số bà công chúa cũng không phải là người sắc nước hương trời tất nhiên để bù lại, những người được cưới công chúa Triều Nguyễn cũng được hưởng những món gia tài rất đáng kể. Vậy câu chuyện cưới chồng của các công chúa Triều Nguyễn như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Thời xưa, hầu hết nam nữ lấy nhau là do gia đình sắp đặt. Nhưng để lấy công chúa con vua thì không phải dễ dàng. Rất may, sách vở vẫn ghi lại nhiều chuyện thú vị về những cuộc hôn nhân này. Những cuộc cưới xin của các công chúa nhà Nguyễn đã được Leon Johnny, tránh mật thám trung kỳ ghi lại trong một bài báo đăng trên tập san Hội Đô Thành Hiếu Cố năm 1934. Trong đó có rất nhiều chi tiết mà chúng ta phải bật cười khi đọc được. Theo Sony, theo truyền thống của Hoàng gia, khi một cô công chúa đến tuổi cập kê, nhà vua sẽ chỉ dụ cho bộ lại và bộ binh lập danh sách các con cháu và chắt các công thần thuộc nhất và nhị phẩm trong hệ thống quan lại. Danh sách đó ghi họ tên, tuổi, và quê quán của các chàng trai trẻ, được dâng linh vua cùng tờ tấu chi tiết. Những người được chọn phải đạt tối thiểu 16 tuổi, không có dị tật, thông minh và dễ coi. Khi nhận được danh sách đó, Hoàng thượng ra chỉ dụ chỉ định một vị hoàng thân làm nhiệm vụ chủ hôn, một vị đại thần làm chiếu liệu, tức người ra lệnh. Cả hai vị này phải là người có gia thất đề huề và có nhiều con cháu. Hai vị đại thần đó phải theo danh sách mà chọn ứng viên làm phò mã tối thiểu là 5 người, có nhân thân tốt và tuổi cũng phải hòa hợp với người vợ tương lai. Và theo quan sát của viên quan mật thám người Pháp thì phong tục của người Việt Nam muốn rằng để thích hợp nhất thì gái hơn hai hoặc trai hơn 1 tuổi. Khi nhà vua chấp nhận ứng viên nào sẽ điểm một dấu son dưới tên của người được chọn. Vị chủ hôn sẽ chính thức báo tin cho nhà trai. Bấy giờ người ta sẽ chuẩn bị các nghi thức đầu tiên. Có một điều cũng không kém lạ là tất cả các công chúa này không một ai lấy chồng có gốc các miền Bắc. Theo một bản thống kê quê quán của các phò mã, người ta thấy hầu hết tập trung là các vị gốc miền Trung. Trong 64 phò mã, con rể của vua Minh Mạng, gốc miền Nam có 10 người, còn lại đều gốc miền Trung. Không có ai đến từ miền Bắc và cũng chưa rõ lý do vì sao. Dù làm việc ở Việt Nam đầu thế kỷ 20, nhưng Sony vẫn kể lại câu chuyện thú vị về hôn thú của các công chúa Triều Nguyễn trước đó cả nửa thế kỷ, rất sống động. Chuyện là sau khi vua thiệu trị băng hà, vào năm 1847, triều đình phải để tang. Vua tự đức phải để tang 3 năm, và tất nhiên trong thời gian đó, trong triều hoàn toàn không được tổ chức hôn lễ nào. Sang năm tự đức thứ tư, tức năm 1851, có không dưới 30 công chúa trong số con gái của vua Minh Mạng và thiệu trị chưa lấy chồng. Trong số đó, có những cô công chúa không còn trẻ trung gì và đã quá tuổi đào tơ từ lâu. Do đó, Sony đã kể lại các câu chuyện rằng, vào lúc đó phần lớn các con của các đại thần có khả năng được chọn vào danh sách làm phó mã, đã phải chạy khỏi kinh thành, vì vị trí người chồng tương lai cho công chúa đó không lấy gì làm hứng thú. Vì ngoài vấn đề tuổi tác, thì một số bà công chúa cũng không phải là người sắc nước hương trời. Do số con em của các công thần không đủ, người ta đã phải mở rộng đến con của quan tam phẩm và cách thức làm như sau. Viết tên các công tử vào giấy rồi rút thăm. Cô công chúa rút ra bất kỳ một tờ nào, trúng tên ai thì sẽ lấy người đó. Tất nhiên sẽ có những trường hợp nào thất vọng. Tất nhiên các phỏ mã sẽ được nhận nhiều quyền lợi xứng đáng từ triều đình, như là được lĩnh 3.000 quan tiền để mua một nhà ở hay còn gọi là phủ đệ, 30.000 quan để mua quần áo, đồ trang sức và đồ dùng. Các vật dụng cần sắm là một bộ triều phục cho phỏ mã, một cái mũ có 5 con phượng gắn san hô và kim cương, một cái đai nạm vàng, một đôi hoa tai bằng vàng, một cái hộp nhỏ bằng vàng đựng đồ trang điểm, một cái gương có khung cẩn xà cừ và vàng, một cái hộp nạm vàng và xà cư để đựng đồ uống trà, một cái ống nhổ bằng vàng, nhiều tấm cấm theo và lụa cài hoa, những đôi hài và bít tất, sau đó là bàn ghế, tủ, bát đĩa và đồ dùng làm bếp. Ngoài ra, phỏ mã còn sắm cả một chiếc thuyền bồng và nhiều vật dụng khác. Người phò mã còn được cấp 50 tên lính để hầu cận, do một viên đội chỉ huy và do triều đình trả lương. Theo quy định ban hành từ thời Minh Mạng, để cưới được công chúa, nhà trai phải đưa 6 lễ: nạp thái, tức lễ hỏi, vấn danh, tức hỏi tên tuổi đôi trẻ, nạp cát, báo tin tuổi hai người đều tốt, nạp trưng là báo ngày cưới, thỉnh kỳ là xin ngày cưới, điện nhạn là nộp lễ rước dâu. Trong đó có hai lễ lớn nhất là vấn danh và điện nhạn. Vì lễ vật ngoài các thứ khác phải có 20 lạng vàng và 100 lạng bạc. Các đời sau, lễ thỉnh kỳ được bỏ nhưng lại thêm lễ thân nghinh, tức lễ rước dâu ở khâu cuối cùng. Quy định về lễ vật cũng thay đổi tùy triều vua. Hồi đầu, sau lễ được tiến hành trong 6 ngày khác nhau, khiến hôn sự kéo dài nên về sau tất cả được gói gọn trong 3 ngày. Ngay sau khi được vua chấm làm rể, vị hôn phu của công chúa được cấp một số tiền lớn để lập phủ đệ mua sắm đồ đạc, sao cho xứng với nơi ở của con vua. Công chúa cũng được cấp hồi môn từ 20.000 đến 50.000 quan tiền, tùy địa vị của nàng ta, là con của chính cung hay phi tần, con đầu lòng hay con thứ. Đây là số tiền rất lớn, bởi ngay cả lương bổng của Hoàng Quý Phi, tức vợ chính của vua, cũng chỉ có 1.000 quan mỗi năm. Vào ngày rước dâu, công chúa đội mũ phượng, mặc áo bào và xiêm đều màu đỏ, theo hoa tròn và chim phượng, đi hài đỏ theo phượng, theo nữ quan đến hầu vua cha và hoàng phi để bái biệt và nhận những lời xáo huấn, rồi bước ra ngoài, nơi phỏ má đợi sẵn, tự tay vén xèm kiệu hoa mời công chúa bước lên. Đoạn, phỏ mã cưỡi ngựa che lọng đi trước, dẫn đường cho đoàn rước với 300 binh sĩ mặc nhung chỉnh tề, cầm cơ quạt, nghi trượng, vô cùng tráng lệ. Hộ tống kiệu của công chúa có các nữ quan và thị nữ. Về đến phủ đệ, sau khi làm lễ tơ hồng, đôi tân hôn và phòng để làm lễ hợp cần. Họ uống rượu trong hai cái chén, được làm bằng hai nửa của cùng một quả bầu. Trong số 54 người con gái của Thánh Tổ, tức vua Minh Mạng, độ tuổi trung bình đi lấy chồng là 21 đến 24. Tuy nhiên, Hòa Mỹ công chúa Trang Tính, con gái thứ 22 của Minh Mạng, được sử sách mô tả là công chúa đoan trang, dịu dàng, lập trí không cầu thà. Nàng này chỉ phải cái tội, có cái xeo ở góc chán bằng đồng tiền. Người ta khuyên công chúa lấy phấn bôi lấp đi nhưng công chúa không chịu. Tính lại hiếu đễ nên không việc gì lại không được mẹ chiều, mẹ thương. Tiếc thương cho công chúa là đã chết yểu, năm thiệu trị thứ bảy và lúc 23 tuổi. Vì đông con gái như thế nên vua sẽ chỉ định cho một vị trong hoàng tôn, đứng xa làm chủ hôn và một vị thượng quan lo việc sắp xếp hôn sự gọi là chiếu liệu. Cả hai vị về thân thế và gia đình đều là những gia đình thuận hào, gương mẫu về mặt đạo đức không tài tiếng vị chủ hôn và viên thượng quan sẽ thiết lập một danh sách các phỏ mã trong tương lai trong hàng con cái của thượng quan trong chiều. Ít lắm trong danh sách cũng phải có 5 phỏ mã tương lai để dễ bề chọn lựa. Trước khi lập danh sách dâng lên vua, hai vị phải xem số tuổi của hai người có hợp nhau không. Vị chủ hôn đem cả can chi 5 tuổi của công chúa và can chi 5 tuổi của phỏ mã đưa xuống cho khâm thiên giám chọn ngày tốt. Người ta chú trọng đến gia thế của nhà phỏ mã hơn chính phỏ mã. Vì thế, phần đông các phò mã sức học đều không có gì, kể như không mấy người có ăn học hay đỗ đạt. Cho đến đời thiệu trị, không một công chúa nào lấy chồng có ăn học, thuộc giới nho sĩ có cử nhân trở lên. Kể cũng là một điều lạ. Người có ăn học không thiếu, có thể chỉ thiếu gốc cát, còn nhà. Theo quy định, các cô công chúa chỉ được thấy mặt vị hôn phu vào ngày đám cưới. Nhưng nhiều cô cũng tìm cách để biết trước mặt người được chọn, như là bí mật dò hỏi các bà mệnh phụ hay xin nấp ở trong cung để quan sát người chồng tương lai qua những bức mảnh hay bình phong khi mà họ được triệu vào cung. Lễ cưới của công chúa cũng phải trải qua đầy đủ các nghi lễ phức tạp, bao gồm các lễ nạp thái, nạp trưng, điện nhạn, thỉnh kỳ, rồi sau đó mới đến lễ rước dâu, tức là lễ thân nghênh. Lễ này bắt đầu bằng một đoàn kiệu từ phủ công chúa. Đoàn rước kiệu gồm vị chủ hôn và các mạng phụ, vợ quan đại thần và mạng quan, được chỉ định trong đám rước kiệu công chúa. Kèm theo đó có 6 nữ quan và phò mã đứng chờ ở phía trái và đằng sau cung điện của công chúa. Các mạng phụ mạng quan giúp công chúa lên kiệu và lúc đó phò mã lên ngựa mở đường đi đầu trước kiệu của công chúa. Tiếp theo là người chủ hôn rồi đến các mạng phụ mạng quan. Sau cùng đợi công chúa ra đi, các hòm nữ trang, các hòm của cải và phẩm vật đã chuẩn bị sẵn mới đem theo đến phủ đệ mới và được bày ra sau đó đi đến chỗ ở mới của công chúa đây là đặc điểm cần ghi nhận vì chỉ có lễ đón dâu mới làm ở phủ đệ công chúa đến nơi phò mã mở màn kiệu đỡ công chúa xuống dẫn vào nhà khách tiếp đến là lễ hiệp cần hai người cùng ăn một miếng thịt và uống rượu ở hai cái tách được cưa làm đôi những mạng phụ được mời một bữa ăn nhẹ sau đó ai nấy ra về sáng hôm sau công chúa lại được phò mã dẫn về ra mắt bố mẹ chồng sáng hôm sau nữa lại đến bàn thờ tổ tiên bố mẹ chồng để làm lễ gia tiên. Năm ngày sau, công chúa và phò mã ăn mặc phẩm phục mới, ra trình diện vua cha, đến cung tử thọ và đến trước vua làm lễ bái yết, sau đó đến cửa hưng khánh làm lễ chiêm bái. Cuối cùng mới cho phép về nhà để thăm mẹ đẻ. Sau đó, hai người sẽ đến tôn nhân phủ để cảm tạ vị chủ hôn. Kể từ nay, chú rể được phong chức phò mã đô úy. Sau lễ cưới, vị phò mã sẽ không giống bất kỳ người đàn ông nào trong triều đình được chọn. Vì về nguyên tắc, phò mã không được quyền cưới thiếp hay vợ nhỏ. Chỉ trừ khi công chúa không có con hay công chúa qua đời, phò mã mới được cưới người vợ khác. Các con của hai người sẽ chỉ biết có họ mẹ mà không biết đến bố. Con trai trưởng của hai người được phong chức vệ úy, còn các con khác của hai người thì không nhận được chức tước gì. Nếu công chúa không có con, con trai của vợ bé sẽ được phong chức kiểm hiệu. Theo ông Sony, hôn lễ cuối cùng của công chúa Triều Nguyễn là vào năm 1907. Đó là công chúa Tân Phong, em của vua Thành Thái, lấy Nguyễn Hữu Khảm, con của cố kinh lược sứ Bắc Kỳ Nguyễn Hữu Độ. Các bạn mọt sử vừa được tìm hiểu câu chuyện về các công chúa triều Nguyễn cưới chồng như thế nào. Nếu quý vị và các bạn thấy thích thú với các nội dung này, xin hãy like, share để động viên team Mọt Sử Việt. Nếu quý vị và các bạn mọt sử muốn tìm hiểu về chủ đề mới nào, xin hãy comment ở dưới clip của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.